Kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SPTN và giới yêu nhạc khắp nơi trên thế giới trong chương trình Nhạc Thính Phòng Tâm Tình với ca sĩ Nguyên Khang. Ngày hôm nay Trúc Hồ muốn mời Nguyên Khang lên đây để trình bày với quý vị về Nhạc Thính Phòng, một cái tour mà anh Nguyên Khang thực hiện. Xin chào em. Em xin chào anh Trúc Hồ cũng như Nguyên Khang xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của đài truyền hình SBTN. Đã lâu lắm em mới ngồi ở đây, tự nhiên nói ngọng nghịu hết lâu quá. Gì, anh hồi em xưa tôi thì ngày nào cũng ngồi trên TV thì lâu hồi quá. Xưa dạ. Em từng đã làm với SBTN với TT và dạ. Quan trọng nhất là em là một trong những thành viên của chương trình Nhạc Thính Phòng SBTN. Dạ, dạ. Đây là một cái chương trình rất nhiều người ái mộ trong suốt bao nhiêu năm, trong tương lai chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện lại. Dạ. Thì bây giờ trước hết là bây giờ nói về vấn đề với cái sự suy nghĩ như thế nào mà năm nay em làm một tour khắp nơi trên thế giới như vậy. Thưa anh Trúc Hồ cũng như thưa quý vị, là thật sự ra cái này em ấp ủ lâu rồi, cũng không phải là ấp ủ mà mình có những cái lý do để mình lên cái chương trình này. Chẳng hạn em kể một cái câu chuyện mà gần nhất, là có nghĩa là năm trước em hát cho một cái sòng bài ở bên Philadelphia. Sòng bài nó tên là Love Casino, ngay giữa downtown. Thì hôm đó em hát thì như quý vị cũng biết là những cái chương trình của casino mình hát rất là giới hạn, và mình phải hát nhạc nhảy để cho quý vị khán giả nhảy vui. Đó người chủ yếu là vui thôi. Yeah. Để xong cho người ta ra đánh bài. Đúng. Thì em cái thời gian nó cũng bị giới hạn mà bài hát cũng bị giới hạn, thì em có cái thói quen là khi mà em hát xong em hay ra đứng bắt tay để mình chào khán giả, tại vì mình không biết khi nào mình mới gặp lại khán giả của mình. Thì có hai cô chú đó, bốn người, là hai cô chú đó lớn lắm, đến từ Boston. Cô chú nói là ngày hôm nay cô chú lái xe mười mấy tiếng đến đây để coi Khang hát, tại vì lâu quá Khang không về Boston, thì đây là cái chỗ gần nhất mà cô chú có thể đến để coi Khang. Nhưng mà hôm nay Khang hát được có ba bài, mà trong ba bài đó không có bài nào cô chú, là có nghĩa là khi mà cô chú lái xe đến đây là cô chú nghĩ là sẽ được nghe những bài đó, nhưng mà hôm nay Khang lại không hát, tiếc quá, không biết khi nào mới gặp lại. Thì mình khi mà mình nghe được cái câu chuyện đó, tự nhiên em về khách sạn cái em bị tự nhiên giống như bị tự kỷ á. Cái mình ngồi mình cứ nghĩ, trời, người ta lái 12 tiếng tới, lái 12 tiếng về chỉ để coi mình hát mà không lại được, không được nghe mình hát những cái bài mà dòng nhạc mà khán giả đã thương mình à. Trên đài truyền hình SBTN Nhạc Thính Phòng à. Thì em mới ngồi em nghĩ, ủa vậy là mình đang làm cái gì? Em hỏi bản thân em là mình đang làm cái gì. Và cái đó là một trong những câu chuyện mà em được tiếp xúc với quý vị khán giả, mà nhất là những khán giả yêu dòng nhạc Thính Phòng của chương trình SBTN và của riêng cái dòng nhạc mà em theo đuổi. Thì em mới nói là hay là mình tự làm cái gì đó cho bản thân mình đi. Thì em mới lấy cái mốc là 50 tuổi của mình, có nghĩa là đến 50 tuổi rồi, 50 tuổi đời và gần 30 năm em đi hát, thì cuối cùng em cống hiến cái gì? Đó là lý do mà em lên cái chương trình này. Nó là một cái risk rất là lớn, nhưng mà em cũng rất may là em được, thứ nhất là sự ủng hộ của anh Trúc Hồ và đài truyền hình SBTN, là những và SBTN Go đã coi như là cho em một cái sự tự tin hơn để em có thể tiếp tục làm chương trình này. Và cuối cùng em cũng đã lên được đi được, cũng có nghĩa là cũng có mười mấy thành phố quyết định là hợp tác với em để mang cái dòng nhạc cũng như là mang cái chương trình của em đến với lại quý vị khán giả địa phương. Đó là cái điều rất là khích lệ cho em, cho một cái sự khởi đầu. Trời, kính thưa quý vị, để mà tự mình đứng ra mà thực hiện một cái tour nhạc nó không phải là chuyện dễ. Những tour nhạc của những ca nhạc sĩ hay là ban nhạc đều có nguyên cả một cái công ty ở đằng sau để lo những chuyện đó, từ liên lạc chỗ, sắp xếp mọi vấn đề, logistics support, rất rất nhiều chuyện. Và Nguyên Khang là một người em rất thân với Trúc Hồ.
từ những thời ESA là cho tới khi SPTN nhạc thính phòng. Và cái mà nếu mà quý vị yêu nhạc và để ý tới cộng đồng có ưu tư về đất nước thì thường thường quý vị sẽ thấy những nơi Trúc Hồ đi hát cho nhân quyền hay là những buổi gây quỹ cho những chuyện cần giúp thì không bao giờ không có Nguyên Khang. Cái câu chuyện mà Nguyên Khang kể với Trúc Hồ nghe là tới một thời gian nào đó mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại, mình hát hay là mình làm để mà mình tồn tại, mình làm cái gì đó để mình tồn tại trong cái cuộc sống bây giờ nó rất là mệt mỏi. Nhiều người họ chỉ muốn tới một cái nơi mang tính chất giải trí hơn, nhiều hơn là để mà nghe nhạc trữ tình, dòng nhạc lãng mạn, nghệ thuật. Kính thưa quý vị, không có gì mà sai với giải trí hết, con người ai cũng cần giải trí. Nhưng mà những người nhạc sĩ, những người ca sĩ, đôi khi họ muốn có một cái chuyện rất là đơn giản là được hát những bài nhạc mà mình muốn, được hát với dòng nhạc của mình muốn, và quan trọng hơn hết là với những người muốn nghe nhạc mình, muốn nghe giọng hát mình. Thì cho anh biết là trong thời gian đây cho tới cái ngày show đầu tiên là ở đâu? Dạ, cái ngày show đầu tiên của em được xảy ra ở Austin, Texas. Đáng lý là em suy nghĩ trong đầu ở Philadelphia, mà cái show mà em kể cho anh Hồ nghe với lại quý vị hồi nãy là em rất muốn có Philadelphia trong cái đầu tiên của em, tại vì nó mang rất nhiều ý nghĩa với em tại cái thành phố đó. Nhưng mà cuối cùng thì Austin là cái nơi mà em chưa bao giờ em dám nghĩ là em sẽ làm ở Austin. Nhưng mà cuối cùng thì em lại được hai cô bạn, mà cô bạn đầu tiên là Thiên Thùy ở Austin, là một người khán giả nghe nhạc của em khá lâu. Bé Châu là người đã put up 100% cái show này. Tất nhiên em là có người ở địa phương, người ở địa phương là support em 100%, là ủng hộ. Cộng thêm cái người là anh chủ của cái Capital Venue đó, là cái show xảy ra đầu tiên vào ngày 17 tháng 9, kính thưa quý vị, tại Capital Venue tại thành phố Austin, và đó là cái show đầu tiên em xuất hiện cho cái tour của em. Tour của em và cái chỗ mà em trình diễn cho dòng nhạc của em, nó có sức chứa là bao nhiêu người? Thật sự ra cái chỗ đó thì sức chứa nó cũng lớn anh Hồ, nhưng mà tại vì nó là một cái banquet mà cái venue mà nhưng mà em chỉ chú trọng 150-200 người là em có thể coi như là em có thể trang trải. Kính thưa quý vị, thành phố Austin là một thành phố bây giờ phát triển rất là mạnh về vấn đề kinh tế, một trong những thành phố high tech nhất sau San Jose thôi. Dòng nhạc của Nguyên Khang, người em của Trúc Hồ, Trúc Hồ kêu gọi khán giả SP10 ở Austin hay là ở Dallas, những nơi gần đó, lái xe chừng vài tiếng lên để ủng hộ cho Nguyên Khang. Chúng tôi sẽ trở lại với chương trình sau vài phút thông tin thương mại. Kính thưa quý vị, với dòng nhạc thính phòng Nguyên Khang Tour năm 10, địa điểm đầu tiên là thành phố Austin, nơi mà đang phát triển rất nhiều, rất lớn. Chúc Hồ tha thiết kêu gọi quý vị đến để nghe ca sĩ Nguyên Khang hát thể loại nhạc mà hầu như
ở lứa tuổi nào chúng ta nghe chúng ta cũng có những cái giây phút mà đưa chúng ta về một cái kỷ niệm nào đó. Âm nhạc nhiều khi họ cần một nơi trình diễn ở ngoài stadium như những ban nhạc rock, nhưng mà cũng có thể loại âm nhạc họ chỉ cần một cái phòng không cần lớn lắm, một cái chamber thôi. Thời nhạc classical người ta gọi là chamber music, cỡ khoảng 100 người, 200 người, thì dòng nhạc của Nguyên Khang nó nằm ở thể loại nhạc chính phòng, chamber music. Chúng ta tới để nghe những bài nhạc bất hủ của những nhạc sĩ sáng tác trước năm 1975. Tại sao nó bất hủ? Tới giờ này vẫn còn người hát, vẫn còn người nghe với giọng hát của Nguyên Khang và nhạc sĩ Dương Cầm, Nguyễn Quang, phải không? Dạ, anh Nguyễn Quang và nhạc sĩ chơi violin là Quang Phúc. Là Quang Phúc. Quang Phúc là một người chơi nhạc, một người em mà Trúc Hồ cũng có vài lần chơi nhạc chung. Thì anh này là một người chơi violin rất là tốt. Với những nhạc sĩ tốt, anh Nguyễn Quang là con của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, với Nguyên Khang, và có ai nữa em? Dạ, có special guest là Diễm Liên ạ. Kính thưa quý vị, Diễm Liên. Diễm Liên, Nguyên Khang trong cái chương trình dài cỡ khoảng bao nhiêu lâu? Dạ, trong cái chương trình hát thì cỡ khoảng 2 tiếng, nhưng mà trước đó mình có một tiếng meet and greet anh Hồ. Dạ, tức là cho nó thân mật. Dạ, có thân mật, rồi mình có ẩm thực, rồi có đồ ăn nhẹ, rồi mình có red wine, champagne. Nói chung là trong một cái không khí ấm cúng. Dạ, rất là em muốn là nó không khí nó thân mật và nó gần gũi hơn là một cái chương trình trình diễn. Ở trong đó, trong cái chương trình đó mình có thể ngồi giống như anh em mình đi bên Úc á anh Hồ. Giống như tâm sự nhiều mình hơn. Mình tâm sự, mình nói chuyện về đời sống, về bài hát, những cái kỷ niệm của mình. Những kỷ niệm của mình khi mà mình nghe bài hát đó lần đầu. Thì cái dòng nhạc ở bây giờ mình nói Austin trước đi. Những tác giả nào em đã chọn cho bên Austin? Thì những người mà em chọn là tất cả những người nhạc sĩ mà em yêu mến nhất trong cái dòng nhạc mà em cho rằng mình hợp với lại những người nhạc sĩ đó, như là nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nhạc sĩ Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc sĩ Trúc Hồ và Từ Công Phụng là chắc chắn. Từ Công Phụng là chắc chắn. Dạ, thì đó là những người nhạc sĩ em sẽ chọn những dòng nhạc đó để em trình diễn. Có nhạc sĩ Lam Phương. Dạ, Lam Phương thì em sẽ có những bài mà em hát với Diễm Liên. Diễm Liên. Dạ. Chắc có hát bài Cỏ Úa hả? Dạ, Cỏ Úa. Song ca với Diễm Liên hả? Và Mai Tôi Đi, những bài hát mà rất hay mà viết cho song ca đó anh Hùng. Mai Tôi Đi là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất trong nền âm nhạc của Việt Nam sau năm 1975. Bác Anh Bằng đã phổ từ thơ của nhà thơ Nguyên Sa. Đây là một cái bài mà Trúc Hồ rất thích, kính thưa quý vị. Chương trình âm nhạc cô động mang nhiều tính chất nghệ thuật trong một cái không khí tràn đầy âm nhạc giữa trái tim đến với trái tim. Kính thưa quý vị, những người anh em làm nghề như anh em chúng tôi, tất cả bắt đầu từ trái tim. Khi mà chúng ta hát, chúng ta bắt đầu từ trái tim. Khi mà chúng ta chơi nhạc, chúng ta bắt đầu từ trái tim. Nhưng mà nó không kém phần quan trọng, nếu mà quý vị khán giả ở đó cũng cùng một nhịp tim, một nhịp thở đi với người trình diễn về một cái vùng tuổi thơ nào đó, một cái kỷ niệm nào đó với bài Người Đi Qua Đời Tôi. Những cái bài mà chúng ta nghe một cái là chúng ta nhớ ơi, cái thời gian đó mình ở đâu. Em có bị cái đó không? Dạ em bị chứ. Hát là âm nhạc, là ký ức mà, nó là kỷ niệm mà. Có nhiều khi mình hát xong cái tự nhiên đưa mình về ngay cái khoảng thời gian đó, giống như cái bài Dòng Sông Kỷ Niệm của anh đó. Em hát xong cái tự nhiên em thấy mưa, em thấy là em đang ngồi ở trong cái quán cà phê đó, em đợi cái người bạn gái của em, thì cái mưa, mình có cảm giác là mình vẫn còn cảm được cái nước mưa nó hắt vô mặt mình, mà những cái mưa bụi nó hắt vô mặt mình, mà mình ngồi mình còn
mình thở được cái không khí ở cái thời điểm đó. Bởi vậy em nghĩ là âm nhạc nó có một cái điểm mà ở ở những cái văn thơ nè, âm nhạc nè, là những cái mà có thể mang mình về ngược với thời gian. Nó ngộ Nó lắm. ngộ lắm. Có lúc này có thể mình nhớ tới cái thời gian khác, sau đó cũng bài đó mình lại nhớ tới thời gian khác, tùy theo cái thời điểm không gian của mình để mà mình nghe bài đó. Chẳng hạn như cái trong những ngày Austin đó thì cỡ khoảng anh hy vọng là em cũng có kiếm được 300 người yêu dòng nhạc trữ tình của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, 300 người ở thành phố Austin và những vùng phụ cận. Con số đó không nhiều, nhưng mà đối với chương trình Nhạc Thính Phòng Nguyên Khang thì con số đó là con số thành công cho em, phải không? Dạ quá thành công anh rồi, thật sự em chỉ cần 200 người thôi. Tại vì cái quý vị biết là dòng nhạc này nó khó ở một cái chỗ là nếu mà một không gian quá rộng, mình sẽ không control được cái cảm xúc của mình nữa. Nó bị loãng. Mình bị loãng á quý vị. Thì chính quý vị đến quý vị cũng sẽ thấy nó loãng, nó không còn ấm cúng. Cho nên em nói với lại Châu, với lại anh Nhân cũng như Thùy là em Khang chỉ muốn không gian nhỏ thôi, Khang muốn ngồi gần với khán giả lắm, mà em sẽ decorate bằng đèn cầy hết, là không khí là thật là ấm cúng, mà em không có đèn đóm như là Nếu mà quý vị mà có đi du lịch ở những cái nước ở châu Á như là nước Nhật hay nước Đại Hàn á, thì quý vị sẽ đi tới những cái gọi là cha club. đó kiểu jazz club đó anh À, rồi. cha club nó không có nhiều người đâu quý vị, cả khoảng trăm mấy chục người thôi. Cái không khí nó ấm cúng mà nhạc nó hay vô cùng. Mình cảm thấy như nó rất gần mình. Anh mới vừa đi cha club ở bên Đại Hàn về. Đó. Cho nên mình thấy cái đời sống mình nó dồi dào vô cùng. Đời sống ở chúng ta đang sống bây giờ có nhiều cái làm chúng ta mệt mỏi lắm. Mọi thứ nó lên giá, em can đảm em làm show, cái gì nó cũng lên giá. Giá máy bay cũng lên giá, khách sạn cũng lên giá. Kỳ rồi chú Hồ làm show ở San Jose gây quỹ cho thương phê binh ở Việt Nam, có cái gì cái phòng phòng hotel gì tới gần 200 đô, 200 mấy chục đô. Kêu chú Hồ mới kéo cái, ủa sao bây giờ nó mắc quá vậy? Cái người ta mới nói với chú Hồ là năm nay là 2023 rồi. Chú Hồ cứ nghĩ hồi xưa mình đi chơi show thời năm 1980 mấy, khách sạn có mấy chục mà bây giờ thành mấy trăm. Cái thời em mới qua Mỹ tô phở có 3 đồng, mà bây giờ ở Cali là 13 đồng rồi, 15 đồng mười chứ lăm đồng làm gì có 3 đồng mà. thì đó Kính thưa quý thì vị, sao cho mà nên chú Hồ tha thiết kêu gọi quý vị đi xem ngày hôm đó là một cái gì đó nó đóng góp rất nhiều trong cái việc mà chú Hồ đang muốn bảo tồn, đó là chúng ta nên bảo tồn nền văn hóa của chúng ta, nền văn hóa mà bao nhiêu người đã nằm xuống hy sinh bảo vệ miền Nam để mà những người nhạc sĩ có được tự do sáng tác. Những dòng nhạc đó chúng ta không thể nào để chết được và phải được phát triển thêm để truyền qua cho thế hệ khác. Anh ước gì anh được có mặt cái đó với em ngày hôm đó. Bởi vì kính thưa quý vị, You always welcome anh Hồ. nó tại Tại vì vì anh Hồ không có sức đi gần quý đây cái sức vị. khỏe của anh nó không, sức khỏe của chú Hồ nó không được tốt lắm, nhưng mà chú Hồ hứa với là Nguyên Khang là khi nào mà anh khỏe anh sẽ đi giúp em. Bởi vì cá nhân chú Hồ mỗi lần chú Hồ chơi nhạc á giống như là mình thiền, hiểu cái gì, mình không biết mình đang ở đâu hết. Mọi thứ suy nghĩ đời sống hàng ngày, công việc, trách nhiệm, mọi thứ nó đều mất tiêu hết. Lúc đó chúng ta chỉ có âm nhạc, chúng ta có dòng nhạc, chúng ta biết cái dòng nhạc có đưa chúng ta tới đâu. Nhiều khi khi mà anh chơi đàn nhạc thính phòng với mấy em á, nhiều khi mà những đoạn solo á, tự nhiên lúc đó nó dắt anh đi tới một cái thế giới khác, hoàn toàn anh không có định hướng trước nha. Cái đó là cái hay của cái nhạc thính phòng, kính thưa quý vị. Ngược lại với dòng nhạc mà chúng ta phải hòa âm trước để mà mọi thứ đâu nó là vào đó, thì nhạc thính phòng nó cho chúng ta một cái tự do. Tự do nó cũng có cái sườn, nhưng mà nó có cái tự do để chúng ta cảm xúc và chúng ta tự sáng tác cái giai điệu lúc đó thôi.
nó giống 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 như nhạc cha gì đó. Nó về cảm xúc, cảm giác. Thì nếu mà khán giả không tới được ở bên Austin thì muốn đóng góp giúp em cái tour này thì họ có thể làm những việc như thế nào? Thật sự ra em cũng chưa nghĩ tới chuyện mà em muốn quý vị đóng góp thật sự. Em chúng tôi đã từng đi qua Úc Châu trình diễn ở những thành phố lớn như Sydney, Melbourne, 3 năm liền, năm và nào cũng cái không mấy khí trăm đó, quý vị. Khán giả chừng 500 người cả khoảng 500 đó. 500 người, và chỉ mỗi có lần, mấy anh em thôi. Và xuống một cái tự nhiên mình những cái khán giả tới bên họ, có nhiều người nhận xét rất là sâu sắc. Những cái dòng nhạc tính phong là dòng nhạc hơi kén người nghe một chút. Đó là hồi nói thật, không có kỳ thị, không có chê dòng nhạc khác đâu. Nhưng mà quý vị để ý, Trúc Hồ làm việc từ xưa đến giờ, Trúc Hồ tôn trọng tất cả những dòng nhạc. Khi mà mình hòa âm dòng nhạc nào, mình phải tìm hiểu dòng nhạc đó để mình giữ được cái hồn đó. Nhưng mà nhạc tính phong thì tương đối nó hơi ít người nghe hơn những dòng nhạc khác. Chương trình hôm nay cũng đã hết giờ, xin hẹn với quý vị khán giả nhạc thính phòng tâm tình với Nguyên Khang tập 2.